À, đó mình ben lên mình đội bằng hơi luôn hả? À. Đội hơi có lý quá ha. Chương trình. Tại sao các bạn chỉ có con đường mà lạc lên xuống vậy hả? Đó, đây là quá trình là coi như là thay vỏ ruột của xe dùng thay đổi hơi luôn. Vướng dây đó, mở trước hai con này. Thank you.
mấy anh có cái con đường không mà đi vô mà lạc lên lạc xuống bó tay hả? Nó có con đường thôi mà đi mà lạc quá lên là... đường nó đẹp quá mà để biết vậy thôi chứ nhớ là đi cái con đường nhà ba đi vô nè, chứ là cái đường này là nhớ là thương nè. Đường mới vừa tráng nhựa đẹp quá trời đẹp mà. Trời ngay dốc trời. Bữa đợt đi vô rách khi nào 8 cái. Khi mà bụi nước bù. Đó mới rồi làm xong đẹp như mơ. Bữa vô rách còn 2 cái nè. Hả? Rách đó 2 cái bên kia nè. Đó. Trời ơi vậy mà quên. Rồi thả xuống cái in cái. Nó không nhảy lên hả ta? Yếm đôi làm chi cho nó ấy một cái thôi. Đừng đừng có bỏ yếm đôi vô hai cái nó cạ nhau nó xì. Nó nóng, không cái cạ cái nhau nó nóng. Một cái thôi, đừng bao giờ để đôi. Cái dàn sâu này đôi hết. Không. Thiếu cái nó xì, thiếu cái nó xì. Có con cu này coi ra vỏ cày nổi không? Dạ không nổi giờ còn phải cày vậy. Nổi giờ còn phải cày đi. Ông kia tài xế hả? Con hả? Cái thằng kia kìa đang nói chuyện thoại, điện thoại là gì, tài xế hả? À, con ông nè, con chủ hả? À. Chạy sao người ta thấy hòn đá người ta tránh ra, ta lấy thấy hòn đá người ta tránh ra chứ sao mà để cho chạy mà cán lên hòn đá. Con này cậy ngó vậy mà tài ta. Cậy ngó vậy mà tài vậy ta. Đâu biết làm đâu. Con mà lấy vỏ lên luôn. Khỏi cần cậy dưới luôn. Kinh. Vô, sao bức rồi hả? À, nuốt ruột hả? Khoan để tao đâu đâu sao cái kẻ đó cái đó cái vỏ nó tét mà làm sao nó chịu nổi, chạy sao người ta thấy hòn đá người ta tránh ra, lần sau thấy hòn đá tránh ra nha. Trong công an bắt vô nói cái bằng này là bằng giả, cái bà cái câu ơi trời ơi anh nói làm sao chứ cái bằng của em á em mua tới là cả mấy triệu sao giả được, cái thứ mà nó 500-1,000 nó mới giả chứ còn cái mấy triệu làm sao mà nó giả, đúng không? Mấy triệu lòng cái sao mà kêu giả là giả ở cái chỗ nào? À, nó cái kẹp... anh có mâm thì là mặt thấp á, làm nó đỡ mát gì không? Ở đâu? Mâm lớn á. Ờ, mâm lộ lớn rồi đó, đổ cái cặp mâm đó rồi đó. Lộ lớn mát gì không? 24 nè. Cái lò ngon đó. Nó đùa nhiều tiền lắm. Rồi, vô nhớ. À, cái lỗ to nó mát vỏ hả? Lỗ to mát chứ. Rồi. Vô nhớ.
Tao xong rồi nè. Bao nhiêu chuyện của mày á? Chia ra đúng không? Ủa vô rám vậy đồ. Má thằng kia. Mình bước được chắc ba cái anh chưa đừng cái mà. Thằng nào tay nghề yếu kém vậy? Mới hả? Hỏi ông bữa đó. Ông bữa đó. Anh cải tiến ra luôn. Nào tay nghề giỏi dữ vậy? Vô làm không à? Bên chạm trộn á. À bên chạm trộn á. Thay hai cái BF này với hai cái kia, hai xe. Hai xe. Nhanh lên. Mồi đang chưa? Ký hả? Dạ. 11 cũng được. Bao nhiêu ký? 11. Cái vỏ này 11 ký chịu nổi không? Thôi con đi cái. Mấy đề đàng hoàng ha. Đó đó đó. Ôi bung nè, bung nè. Bung yếm đây nè. À. Có tiền đâu trả. Mười ký à? Cái miếng vá này là 500 ngàn hả? 500. Một miếng vá nè, 500 ngàn nè. Gì vậy hả? Ờ. Vá này là vá vỏ. Vá ngoài cái vỏ mà vỏ ấy á. Vỏ này nó bị tét á. Vá đó. Thank you.
nữa rồi cái ba ba ngày mà. Giá mới giá 500 ngàn. Đây là miếng giá của Nhật, giá vô trong vỏ 500 ngàn một miếng. Sáng ra tôm mì. Ủa cái hơi mà hơi ra mình cũng phải rút hả ta? Dạ, nồi đây có hơi cũng chả bằng hơi hết nè. À, lên xuống là bằng hơi hết. Hay ha. Mình bơm xong rồi nước rồi nó vô, mai mốt mình phải lấy ra lại.
xài hai đội hơi này đã ha. Dọn hàng đó con đội ơ đã chưa, con đội này chắc nó tiền không á nha ha. Mười mấy triệu một con này hả? Bên mình lên nổi không? Ghê vậy, mạnh dữ hả? Trời ơi, lên hạ luôn, đi luôn.